Xin hãy dùng phiếu cho luật sư James Jimmy Phạm vào chức vụ nghị viên thành phố Westminster đại học 4. James Jimmy Phạm, một luật sư trẻ thế hệ thứ hai của người Việt thành công trên đất Mỹ, sẵn sàng mang đến cho cư dân thành phố những chương trình tốt nhất cho các tiểu thương, gia tăng cảnh sát và ngân sách cho an ninh thành phố, giải pháp thiết thực cho vấn đề homeless, ủng hộ dự luật Y của thành phố về sales tax nhằm gia tăng sự ổn định tài chính cho Westminster. Hãy dùng phiếu cho ứng cử viên James Jimmy Phạm để có một thành phố Westminster phát triển hơn. Mùa tranh cử, một trong những cách thức để các ứng cử viên được lòng nhiều người dân đó là tìm và đạt được những cái sự ủng hộ từ những vị dân cử khác hoặc là những người quan trọng trong cộng đồng. Ở trên tay tôi là một cái flyer của ứng cử viên James, tức là Jimmy Phạm. Anh đang tranh cử cho chức nghị viên địa hạt 4 của thành phố Westminster với hai đối thủ là bà Terry Vũ và anh Nam Quang Nguyễn. Trên cái lá flyer này tôi thấy có một cái chi tiết, đó là có được ủng hộ, tức là endorse bởi những người như là bà Kimberly Hồ, ông Carlo Menzo là hai nghị viên đương nhiệm của thành phố Westminster, ông Sergio Contreras là nghị viên, cựu nghị viên của Westminster, ông Jamison Power là ủy viên giáo dục của học khu Westminster, cũng như là ông David Johnson là cũng ủy viên giáo dục, cũng đồng thời là phó chủ tịch của học khu Westminster, và một người cuối cùng đó là ông Phát Bùi, nghị viên của thành phố Garden Grove. Điểm lạ ở đây là ông James đã được ủng hộ bởi những người thuộc đảng Cộng Hòa như là ông Phát Bùi và bà Kimberly Hồ, đồng thời cũng có được ủng hộ bởi các người của đảng Dân Chủ như ông Carlo Menzo, Sergio Contreras, Jamison Power và ông David Johnson. Chúng ta sẽ hỏi một trong những người đó đang có mặt ở đây trong một cái sự kiện cộng đồng vừa rồi, là ở ngoài trước là tổ chức một cái buổi hội rất lớn của đảng Cộng Hòa ủng hộ cho bà Janet. Bây giờ thì chúng ta hỏi ông Phát Bùi như thế nào. Ông Phát Bùi, cho biết ý kiến của ông về cái việc mà ông có mặt trong cái danh sách của những người ủng hộ cho ông James. Vâng, thực sự rất là chính xác. Cách đây khoảng chừng 3 tuần thì ông Jimmy có text cho tôi và xin phép được liệt kê là tôi là một trong những người ủng hộ, tức là xin cái endorsement của tôi, và tôi đã khẳng khái tôi trả lời là được, tôi đồng ý và tôi cho phép ông được dùng hình cũng như là tên của tôi trong cái danh sách những người ủng hộ ông James Phạm này. Thì lý do tại sao cách đây vào khoảng 2 tháng hơn, khi mà tôi quan tâm đến cái địa hạt số 4 đó, thì lúc đó bây giờ trong cộng đồng quan tâm rất nhiều đến cái địa hạt số 4 của thành phố Westminster. Bởi vì lúc đó có cái tin đồn là chỉ có một mình ông Nam Quang ra tranh cử nghị viên địa hạt số 4 của thành phố Westminster thì đương nhiên sẽ thắng. Khi mà tôi nhìn cái danh sách những người mà ra tranh cử vào khoảng cuối tháng 8 thì tôi thấy có ông James Phạm được liệt kê trong cái danh sách của thành phố Westminster là một luật sư. Thì tôi rất là thích. Tôi có liên lạc với ông James Phạm để mà hỏi qua điện thoại là cái lập trường ông như thế nào. Tôi hỏi ông James Phạm, ông là người đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ? Thì ông James Phạm nói rằng là em là một luật sư làm về immigration, tức là làm về luật di trú. Thành ra em không có ở trong đảng Cộng Hòa mà cũng không ở trong đảng Dân Chủ. Bởi vì trong cái hình thức em làm việc đó là em chỉ muốn độc lập và em giúp những người di dân. Thành ra em không có muốn là em liên quan đến cái đảng nào.
thì tôi hỏi ông một số việc thì tôi thấy rất thích cái câu trả lời của ông James Phạm. Thành ra sau đó 2 ngày tôi có hẹn gặp ông James Phạm đi ra ngoài uống cà phê để tôi tìm hiểu thêm về cá nhân ông. Thì tôi mới hỏi ông là thực sự là anh làm luật chuyên môn về luật di trú hay là em làm tổng quát nhiều các loại luật hình sự hay là luật thương mại khác nhau nữa. Thì ông nói là em chỉ tập trung vô có một cái, những cái vụ kiện duy nhất thôi là kiện luật về di trú và bênh vực cho những người Việt Nam, những cái người di dân khắp, thí dụ như là người Mễ cũng như là người những người Âu Châu qua đây. Thì tôi rất là thích, là bởi vì anh biết đó, cái luật mà cho luật di trú đó là cái nghề luật sư đó là rất ít tiền nhất so với những làm những cái luật như là về tai nạn giao thông, luật ly dị hay là luật về thương mại. Thành ra tôi thấy là cái người này, một cái người trẻ và có cái lòng phục vụ chờ làm việc, dấn thân làm việc. Thì tôi hỏi thêm là về căn bản của anh ta, thì mới lúc đó mới được biết ba của anh ta là ông nha sĩ Phạm Đình Tuân, là một người đã qua đời. Thì trong cái thời gian ông ta còn sống, ông ta hoạt động rất mạnh trong cộng đồng. Dĩ nhiên cũng có những người đồng ý với ông và có nhiều không đồng ý, nhưng mà ông là cái người trong một cái gia đình mà phải nói là quan tâm đến cái sinh hoạt cộng đồng này, và một trong những người mà vận động cho cái việc thành lập Little Sài Gòn. Thì vợ của ông là bà Vũ Bội Tú, là người một trong những sáng lập viên của hội ái hữu cựu sinh viên Trưng Vương. Thì tôi thấy ông này là thuộc về gia đình nề nếp. Thành thử ra khi mà ông nói rằng là ông không thuộc Đảng Cộng Hòa cũng không thuộc Đảng Dân Chủ đó, thì tôi thấy là ông là cái người, tuy là tôi là Đảng Cộng Hòa nhưng mà tôi ủng hộ được và tôi đồng ý em đọc xong. Tôi nghĩ rằng thành phố Washington qua bao nhiêu cái vụ lộn xộn từ nhiều năm tháng qua, nhất là cái việc tôi không mấy thấy rằng một đôi khi kể cả ông luật sư của thành phố Westchester cũng vì vấn đề chính trị mà bị ảnh hưởng giữa phe này và phe nọ. Thành ra tôi nghĩ rằng có một cái người luật sư ở trong hội đồng thành phố Westchester là một cái điều rất là tốt. Ít ra cũng có người hiểu về luật để mà có thể khi mà thấy cái ông luật sư của thành phố làm chuyện gì mà nó không có được hoàn toàn đúng đó, thì có một cái người luật sư có cái nhìn từ luật lệ để mà phản biện lại. Thành ra tôi thấy ông James này là một cái người tốt, và vì vậy mà tôi endorse ông James. Thưa anh, endorse bởi một người có cái tầm quan trọng như thế nào thưa ông, khi mà mỗi người dù là dân cử hay là những nhân vật cộng đồng gì đi nữa cũng chỉ có một lá phiếu để bỏ vào thùng như mọi người cử tri khác, thì cái việc endorse tức là ủng hộ như thế này nó có cái tầm quan trọng như thế nào mà thấy mỗi mùa tranh cử đều các ứng cử viên đều đi tìm những cái điều đó cả? Nó vừa quan trọng mà lại cũng không quan trọng. Thông thường khi mà một cái người nào đó mà endorse mà chỉ đưa cái tên không đó thì nó chỉ có cái ảnh hưởng chút xíu thôi. Nhưng mà người ta muốn cái người endorsement nó cao hơn một chút xíu, là không phải là chỉ endorse ủng hộ không, mà là phải có những cái việc làm nó cụ thể. Thí dụ tôi endorse ông James Phạm thì tôi cũng phải nói chuyện với những cái người mà ủng hộ cho tôi và tin tôi đó, để mà họ dồn cái lá phiếu cho ông James Phạm. Tức là không chỉ ủng hộ mà còn vận động. Phải vận động nữa mới là quan trọng, chứ còn chỉ đưa cái tên endorse không thì nó không có giá trị gì nhiều đâu. Tôi xin lấy thí dụ Hiệp hội Cảnh sát hay là Hiệp hội Cứu hỏa, họ endorse, ngoài cái việc khi họ endorse họ cho một chút yểm trợ, một chút tài chính, nhưng mà nếu mà họ đi xa hơn một chút, họ đi bộ vận động cho mình thì nó có cái trọng lượng mới đáng kể. Bà Janet Nguyễn là cái người mà anh thấy ngày hôm nay là đã đến đây tổ chức cái ngày đại nhạc hội ngoài trời để mà kêu gọi mọi người đi bầu. Thì lúc cách đây khoảng từ 3 giờ cho đến 3 giờ rưỡi cho đến 4 giờ rưỡi đó, thì bà có mời những cái vị này lên trên sân khấu để mà giới thiệu những vị dân cử này. Đó là cái việc làm hết sức là tích cực, là không phải là bà chỉ endorse cho một số người mà bà còn vận động giúp cho những người đó. Thì ngày hôm nay đó, bà mời rất đông, tất cả, và kể cả bà mời ông James Phạm cũng được đến đây để được lên sân khấu đứng chung với lại những người trong Đảng Cộng Hòa. Đó, một cái người mà không phải Đảng Cộng Hòa, tuy là ông James không phải Đảng Cộng Hòa, không phải Đảng Dân Chủ, nhưng mà vẫn được mời đến một cái buổi mà đứng chung hàng ngũ với người của Đảng Cộng Hòa, thì đó là một cái điều có lợi cho ông James Phạm. Và trong cái buổi trưa ngày hôm nay đó, còn có bà Kimberly Hồ, ông Tài Đỗ, cả hai người cùng đang tranh cái chức thị trưởng thành phố Washington cũng vừa được mời lên sân khấu đứng gần nhau, và cũng đều được phát, mỗi người được phát biểu một cách thoải mái. Ngoài ra còn rất nhiều quý vị khác
như là bà Cherry Thanh Hương Vũ đang tranh với ông Chiêm Phạm cũng được mời lên, cả hai người cùng được lên. Thì cái việc làm của bà Janet Nguyễn đó cho thấy rằng bà có thể là cá nhân bà ủng hộ một người nào đó, nhưng mà bà rất công bằng. Và cái việc làm của bà Janet Nguyễn hôm nay có rất lợi cho các vị ứng cử viên, và bà đã công bằng với mọi người. Chỉ có một số người mà chúng tôi không thấy, như là ông Chí Tạ không có mặt. Tôi không biết là bà Janet Nguyễn có mời ông Chí Tạ không, tôi không biết, nhưng mà không thấy ông Chí Tạ có mặt. Và tôi không thấy những cái người ở đảng Dân Chủ như là bà Thu Hà, ông Tạ Trung, ông Châu Đỗ Vinh cũng không thấy họ có mặt trong ngày hôm nay. Thì rõ ràng như vậy cho thấy rằng là cái ngày hôm nay là đặc biệt dành cho những người thành viên ứng cử của đảng Cộng Hòa, và có một số vài người là độc lập như là cô Cindy Trần, độc lập nhưng mà cũng được mời đến. Ông bà Thanh Hương tôi nghĩ là cũng độc lập, và ông Trên Phạm là những người độc lập chứ không phải là thuộc đảng Cộng Hòa. Cảm ơn ông Pháp Bùi rất nhiều. Ngày tranh cử đã tới gần thì cũng còn khá là nhiều những hoạt động sôi nổi trong những ngày tới. Bên ngoài kia là sân khấu vẫn còn hát hò. Và bây giờ ông Phát Bùi vừa mới chia sẻ về cái vấn đề liên quan tới cái vấn đề mà ủng hộ các ứng cử viên. Xin cảm ơn ông rất nhiều, thưa ông. Vâng, xin cảm ơn anh. Và có một điều tôi xin nói thêm là anh thấy, quý vị thấy trong cái tờ flyer của ông Trên Phạm đó, có hai người thuộc đảng Cộng Hòa là bà Kim Ly Hồ và Phát Bùi là endorse ủng hộ cho ông. Ngoài ra có ba người thuộc về đảng Dân Chủ là ông Carlos Manzo là nghị viên thành phố Westminster, ông Sergio Contreras và ông Jameson Power là cũng người đảng Dân Chủ và hiện giờ đang từng làm học khu. Có ông David Johnson là người độc lập, không phải đảng Dân Chủ nhưng mà ông là independent. Thì điều này cho thấy là ông James Phạm được cái sự ủng hộ của một số người dân cử kể cả hai đảng, và điều này nó mang đến cho một số những cái lợi. Liên quan tới cái chủ đề là những người đã ủng hộ, đang ủng hộ cho ứng cử viên James Phạm vào chức vụ nghị viên của thành phố Westminster, địa hạt 4. Thì trong đây chúng ta cũng thấy có hình của bà Kimberly Hồ, tức là một trong những người ủng hộ. Và chúng ta sẽ hỏi ai đồng sinh sở nó như thế nào với Kimberly Hồ, ứng cử viên chức vụ thị trưởng thành phố Westminster. Cô Kimberly Hồ có thể cho biết về cái việc ủng hộ ứng cử viên James Phạm như thế nào, với lý do như thế nào ạ? Dạ, thưa chào anh. Thưa quý vị, James Phạm là một người trẻ mà dấn thân kỳ này. Xin mời quý vị bầu cho James là council nghị viên của thành phố Westminster và địa hạt 4. Thưa quý vị, lý do mà Kimberly ủng hộ James á, thưa quý vị, là vì James là một luật sư, mà quý vị biết rằng thành phố Westminster là bị kiện tụng rất là nhiều, và mình rất cần một người luật sư mạnh dạn nói chuyện và hiểu biết về luật pháp. Thành ra cơ hội hiếm có, thưa quý vị, tại các ứng cử viên ít người là luật sư. Thành ra Kimberly nghĩ rằng khi mà được biết là anh ta còn có kinh nghiệm là ủy ban trước đây á, là trên ủy ban công viên của thành phố Westminster, hình như lúc đó là 2012 thì phải, thì Kimberly thấy anh ta rất là qualified, thưa quý vị. Thành thử ra Kimberly thì chỉ muốn cho cộng đồng chúng ta có một người giỏi, chịu khó và đồng thời cái này là kinh nghiệm về một cái lĩnh vực nào mà thành phố hiện giờ rất cần, đó là cái lĩnh vực mà về thư kiện, về dĩ nhiên là luật pháp. Và trong cái thời gian vừa qua đó thì Kimberly biết là James làm có đến hai văn phòng mà cũng giúp đỡ cho người Việt Nam về immigration law, là luật di trú. Thành ra James nói hết hai thứ tiếng, thưa quý vị. Và cái thứ tiếng mà quan trọng nhất dĩ nhiên là khi lên hội đồng thành phố thì mình phải lưu loát tiếng Anh. Anh ta thì giỏi về ngôn ngữ, thì nói tiếng Việt luôn, mà nói giọng Bắc rất là dễ thương. Kimberly được biết mẹ của James Phạm là bà Bội Tú. Bà là bà hồi xưa là một người founder của hội Trưng Vương, là bà đi học trường Trưng Vương ở Việt Nam. Và cha của James là một nha sĩ, là ông Phạm Đình Tuân, mà cũng là một người founder của Little Sài Gòn trước đây.
Thành ra Kimberly nói là tiếng Anh nó nói là the apple doesn't fall far from the tree. Thì gia đình thì chắc có cái gen sẵn rồi, gen phục vụ cộng đồng. Hôm nay Kimberly được cơ hội để gặp gỡ toàn thể gia đình của James, mà rất là cũng không lấy làm lạ, nhưng mà Kimberly cũng ngạc nhiên là gia đình bốn đứa con là mà bốn người là đều thật thành đạt, rất là xuất sắc. Hai người James là người Úc và có hai anh chị là bác sĩ, và một anh thì nối dòng cha là nha sĩ. Thật ra Kimberly thấy là cả một gia đình rất là thành đạt, với James là luật sư, là Úc ở trong gia đình. Thành ra mình cảm thấy là mình đã chọn đúng người. Một khi mà như quý vị đã thấy, người ta nói là nồi nào vung đó, thì là mình nhìn cái quá khứ, mình nhìn cái gia đình của anh ta thì thấy là Kimberly đã chọn đúng người để có thể nói là đề cử cho, hoặc là để endorse, ủng hộ cho cái chức nghị viên thành phố. Đề hạt 4, thưa quý vị, là một đề hạt mà hiện giờ có nhiều người Việt Nam nhất, và được thấy và được biết rằng James hiểu về tất cả những cái vấn đề hiện tại mà thành phố Westminster đang có, như là về homeless, như là về tham nhũng, như là về thiếu thâm thủng về tài chính, về financial, về kinh tế, về xây cất, vân vân. Thành ra Kimberly cảm thấy là James là người có thể nói là rất là hợp với Kimberly, và cũng có một cái nhìn giống Kimberly cho tương lai, để xây dựng cho thành phố Westminster là một thành phố phồn thịnh hơn về kinh tế, cũng như cải thiện về tất cả những công việc, và đoàn kết để cùng nhau xây dựng một Little Sài Gòn vững mạnh hơn. Anh ứng cử viên James này thì là một người không có xác định là một người Cộng Hòa hay Dân Chủ, trong khi được biết rằng là nghị viên Kimberly là một người phía Cộng Hòa, nhưng vẫn ủng hộ cho một ứng cử viên không phải cùng đảng là Cộng Hòa trong trong cái trường hợp này. Dạ thưa quý vị, là cho cái ghế này á, thì nó gọi là non-partisan, tất nhiên là cái Cộng Hòa hay là Dân Chủ mình không nhìn đến. Cái quan trọng là mình nhìn cái người đàng hoàng, cái người tốt, mà cái người có khả năng để ra phục vụ, để giúp cho mình một tay. Thành ra Kimberly biết rằng giới trẻ đôi khi họ là dân chủ, nhưng mà mình cũng không nên gạt họ qua một bên, mà mình hãy cho họ cơ hội. Và rồi từ đó thì như James có nói là James cũng tính là có thể nói trong tương lai là tìm hiểu thêm về đảng Cộng Hòa. Như Kimberly có nói là các em tuổi trẻ đôi khi chỉ có thể nói là vì ảnh hưởng bởi trường học, cô giáo, thầy giáo, thành ra các em đi theo đảng Dân Chủ. Nhưng mà một khi bây giờ dạo này cái trend đó, thưa quý vị, là các tuổi trẻ như James đã đổi đảng qua đảng Cộng Hòa cũng khá nhiều. Thành thử ra Kimberly nghĩ rằng mặc dù đảng không thành vấn đề với cái ghế này, khi nào mà James muốn lên cao hơn thì lúc đó thì James có thể, lúc đó thì nó mới là vấn đề. Còn bây giờ thì là mình phục vụ, miễn sao làm việc tốt và cùng nhau một chiều một hướng để giúp cho Kimberly một tay. Xin quý vị một lá phiếu cho James Phạm, cho nghị viên của thành phố Westminster địa hạt 4 cho kỳ bầu cử này. Dạ thưa quý vị, Kimberly muốn nói thêm là James Phạm là một luật sư, mà trước đây thành phố không có một người luật sư nghị viên, luật sư nào hết. Mà nói là cũng chưa có một người nghị viên mà cũng là luật sư, mà có thể nói là người Việt Nam của mình chưa bao giờ có. Thì rất mong rằng kỳ này chúng ta hãy không nên bỏ cơ hội, không nên bỏ qua cơ hội này để chúng ta có một người luật sư Việt Nam, tất nhiên là gốc Việt, mà
tài ba và người trẻ và nói vừa tiếng Việt, tiếng Anh, hết cả hai thứ tiếng, mà tiếng Anh của anh ta là rất giỏi. Là việc James được đẻ ở bên này, được sinh sống bên này và ông ta được giáo dục ở bên này, thành ra Kimberly rất mong rằng quý vị cho James cơ hội và hãy bầu cho James vào chức vụ nghị viên của thành phố Westminster đại học 4. Và thêm một cái nữa là James được biết là James interview với hiệp hội cảnh sát của thành phố Westminster, một cái interview rất là gắt go và phải nói là có thể nó toát mồ hôi. Rồi sau đó thì Kimberly được biết là cũng phải chờ đợi đâu cả hơn một tuần, gần hai tuần mới được biết kết quả. Thành ra Kimberly muốn chúc mừng James Phạm, ứng cử viên nghị viên của đại học 4, đã được sở hiệp hội cảnh sát của thành phố Westminster, tức là WPOA, ủng hộ anh ta. Chúc mừng. Đây là một cái có thể nói là cho một người mới lên, chỉ là ứng cử viên, chưa bao giờ ngồi chức tại chức nghị viên mà được ủng hộ, một cái sự ủng hộ đó rất là lớn lao, là một cái từ một cái cơ quan lớn như vậy. Và rất là Kimberly rất là vui. Chúc mừng James. Kính chào quý khách của văn phòng Andrew Lay. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi là DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của văn phòng Andrew Lay. Xin hãy dồn phiếu cho luật sư James Jimmy Phạm vào chức vụ nghị viên thành phố Westminster đại học 4. James Jimmy Phạm, một luật sư trẻ thế hệ thứ hai của người Việt thành công trên đất Mỹ, sẵn sàng mang đến cho cư dân thành phố những chương trình tốt nhất cho các tiểu thương, gia tăng cảnh sát và ngân sách cho an ninh thành phố, giải pháp thiết thực cho vấn đề homeless, ủng hộ dự luật Y của thành phố về sales tax nhằm gia tăng sự ổn định tài chính cho Westminster. Hãy dồn phiếu cho ứng cử viên James Jimmy Phạm để có một thành phố Westminster phát triển hơn.